về sau ấy. Rồi, bắt đầu đi. Welcome đi. Thế mình bắt đầu được chưa nhỉ? Bọn em nhỉ? Tôi có 17. Bởi vì hiện tại như đang có 17 người tham gia thôi. Và bây giờ thì Vision thì cũng đang record ở đây rồi, thì sẽ gửi bọn em sau. Vâng, em nghĩ là mình có thể bắt đầu được rồi đấy ạ. Một lúc nữa thì chắc là các bạn sẽ chào thêm sau. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hà Linh và mình là K34 của Đại học Luật. Mình đã làm việc với Vision từ năm 2014 bây giờ, tức là ra trường cái là vào làm ở Vision luôn đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ có một cái buổi giới thiệu với các bạn về đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài. Thì trong cái buổi nói chuyện này thì mình sẽ không tập trung vào nhiều về cái dạng như là các cái quy định của pháp luật đâu, mà sẽ tập trung vào cái chia sẻ những cái kinh nghiệm của cái quy trình làm việc thực tế của mình khi mà thực hiện cái công việc đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài cho khách hàng Việt Nam. Thì nội dung chính của buổi nói chuyện hôm nay thì sẽ có 4 phần. Thứ nhất đó là khái quát về các cách thức đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài. Phần thứ hai sẽ là nói cụ thể về cái cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tới các cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài. Phần 3 là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Mandrake. Ở phần 4 thì các bạn có thể đặt những câu hỏi và mình có thể trả lời. Đầu tiên là khi mà làm việc ấy thì mình sẽ có những cái khách hàng có thể là doanh nghiệp Việt Nam, họ có nhu cầu muốn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, thì mình sẽ có thể tư vấn cho họ các cái cách thức để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài. Thì ở đây có mình chia thành có hai cách. Cách thứ nhất là cách đăng ký nhãn hiệu trực tiếp, thì mình sẽ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tới cơ quan sở hữu trí tuệ của nước ngoài. Ở đây thì mình gộp luôn cả cái các cơ quan sở hữu trí tuệ của các khu vực, ví dụ như là mình muốn nộp đơn ở Benelux hay là ở cộng đồng Trung châu Âu ấy, thì mình cũng có thể nộp đơn trực tiếp vào cái cơ quan sở hữu trí tuệ của các khu vực này. Cách thứ hai là cách nộp đơn gián tiếp, tức là mình sẽ nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua văn phòng quốc tế của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO theo hệ thống Mandrake. Thì ở một số nơi thì họ có thể chia thành ba cách, ba cái con đường nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài. Nhưng mà ở đây thì mình đã gộp hai cái cách theo con đường quốc gia và theo con đường khu vực vào là một, tại vì bản chất của nó đều là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp thôi. Còn cái con đường quốc tế kia thì là mình sẽ không nộp đơn trực tiếp mà mình nộp đơn gián tiếp qua WIPO. Đối với cách thức nộp đơn đầu tiên là nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp với cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài, thì ở đây mình sẽ không Vision và các cái đại diện Việt Nam ấy sẽ không thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tới cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài được, mà bắt buộc phải sử dụng dịch vụ của đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài. Thì các đại diện này thì sẽ thay mặt khách hàng, thay mặt chủ đơn chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu và nộp trực tiếp cho cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài. Thì ngoài các thông tin cơ bản như là tên này, địa chỉ của chủ đơn, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ xin đăng ký, thông tin về việc xin hưởng quyền ưu tiên, thì mỗi quốc gia sẽ có những cái quy định riêng về tài liệu yêu cầu và thời hạn bổ sung các tài liệu này. Và khi mà làm việc ấy, thì mình sẽ yêu cầu cái đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài ấy, phải tư vấn cụ thể để mình qua đó mình có thể tư vấn lại cho khách hàng và chuẩn bị tài liệu tương ứng. Ví dụ như là thông thường thì sẽ có các cái cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài thì có thể yêu cầu giấy ủy quyền, có một số nước thì họ sẽ không yêu cầu, hoặc là nói chung các yêu cầu nó rất là đa dạng, có thể là không yêu cầu giấy ủy quyền, có thể là chỉ yêu cầu giấy ủy quyền được ký đóng dấu thôi. Nhưng mà cũng có một số nước thì yêu cầu giấy ủy quyền là phải được công chứng này, rồi hợp pháp hóa danh sự. Đấy, rồi có thể là cần bằng chứng sử dụng nhãn hiệu, hoặc là cần tài liệu ưu tiên nếu mà mình có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ấy, thì có thể là có một số nơi chứng nhận bản sao, có một số nơi thì lại yêu cầu bản gốc. Nên là các quy định rất là đa dạng. Kết luận là các cái cơ quan, các cái đại diện sở hữu trí tuệ họ sẽ tư vấn cho mình và mình sẽ phải gọi là trong quá trình làm việc sẽ nốt lại cụ thể
để tư vấn lại cho khách hàng. Và có một cái đặc điểm của cái con đường nộp đơn này, đó là đơn có thể được nộp trực tiếp và ngay lập tức tới cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài nếu có đủ tài liệu yêu cầu. Và cái đặc điểm này thì sẽ khác so với cái con đường nộp đơn gián tiếp qua hệ thống Matrix. Con đường đó thì sẽ mất lâu thời gian, mất thời gian hơn để cái đơn đăng ký nhãn hiệu đến được với cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài. Vậy thì ở đây đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài họ sẽ chuẩn bị đơn rồi, vậy thì vai trò của đại diện sở hữu trí tuệ Việt Nam hay là như vision là gì? Thì nhất khi có một đại diện, khi có một khách hàng họ muốn trình bày nhu cầu là muốn đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài thì chúng ta sẽ tư vấn sơ bộ cho khách hàng. Thì ví dụ họ có nhu cầu ở những nước nào, mình sẽ tư vấn họ là họ nên đăng ký tập trung ở một số những cái thị trường nào mà họ có nhu cầu thôi, không nên đăng ký giải rác để tiết kiệm chi phí. Và cái việc đăng ký nhiều thì cũng có thể là mang lại những cái rủi ro sau này, vì ở một số quốc gia thì họ sẽ yêu cầu là nhãn hiệu phải được sử dụng thì mới có thể có duy trì được cái hiệu lực. Mình cũng phải tư vấn khách hàng là có thể tiến hành tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn. Rồi sau khi mà khách hàng chốt được một số những thị trường cụ thể, một số những cái nước, gọi là một số danh sách các nước mà họ có nhu cầu, thì mình có thể kết nối với các đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài. Thông thường thì các cái đại diện sở hữu trí tuệ Việt Nam thì sẽ có một mạng lưới các đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài mà làm việc cùng ấy, thì mình có thể liên hệ với các đại diện này và yêu cầu họ tư vấn cụ thể về các cái thủ tục để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp, thì quy trình xử lý đơn và phí như thế nào. Sau đó thì mình sẽ tóm tắt lại và tư vấn lại cho khách hàng. Sau khi mà khách hàng chốt này thì mình sẽ giúp họ chuẩn bị các tài liệu và chuẩn bị cái tài liệu cung cấp các mẫu, các cái mẫu giấy ủy quyền, mẫu tài liệu vân vân, thì là đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài họ sẽ có các mẫu để họ cung cấp cho mình, và mình sẽ giúp khách hàng chuẩn bị các tài liệu này. Hoặc là khách hàng có thể lựa chọn việc tự chuẩn bị như là tự đi công chứng hoặc là tự đi hợp hóa lãnh sự gì đấy. Và sau khi mà có đầy đủ tài liệu rồi thì chúng ta sẽ, các đại diện thì sẽ tập hợp các thông tin tài liệu, sau đó thì gửi cái thư lệnh để yêu cầu đại diện nước ngoài nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Sau khi đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài họ xác nhận là họ đã nhận được cái yêu cầu nộp đơn của mình rồi, họ sẽ tiến hành cái việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài. Thì sau đấy khi mà nộp đơn xong rồi, có ngày nộp đơn, có số đơn, thì họ sẽ thông báo lại cho mình, cho Vision, và Vision sẽ có tiếp theo đó sẽ thông báo lại cho khách hàng về những cái thông tin đơn đó. Thì việc quy trình xử lý đơn ở mỗi nước sẽ khác nhau, và mình cùng với đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài mình cũng sẽ cùng với họ theo dõi cái đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp. Rồi là nếu như mà có những cái vấn đề phát sinh như là thông báo từ chối, hay là thông báo phản đối, hay là thông báo cấp bảo hộ, thì mình sẽ tư vấn lại, thông báo lại cho khách hàng. Cuối cùng là khi mà nhãn hiệu mà họ được, nhãn hiệu khách hàng được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu rồi, thì mình sẽ gửi những cái tài liệu đấy cho khách hàng. Lưu ý các cái thông tin về việc duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như là gia hạn hay là nộp tuyên bố sử dụng nếu cần thiết. Với cách nộp đơn này thì có một số lưu ý. Thứ nhất là lưu ý về phí khi mà mình làm việc với các đại diện sở hữu tại nước ngoài á. Thì khi mà mình nộp đơn ấy, thì mình sẽ yêu cầu họ báo phí, và phải chú ý là yêu cầu báo phí một cách đầy đủ. Tức là có thể là từ lúc nộp đơn đến lúc cấp bằng, và có những cái vấn đề phát sinh nào thì cũng phải báo trước cho mình, tại vì mình sẽ phải báo trước với khách hàng. Nhiều khi mà mình không để ý ấy, mà họ chỉ báo cái phí nộp đơn thôi, mà mình cũng báo phí tương tự như thế cho khách hàng, thì khi đến bước cấp bằng thì nó sẽ phát sinh thêm một phí nữa, và mình lại phải làm việc với khách hàng lúc đấy thì sẽ rất là mất uy tín. Và vì là mình có sử dụng cái dịch vụ của các đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài ấy, nên là mình sẽ khai thác tối đa cái sự hỗ trợ tư vấn của họ. Nếu như mà có gì không hiểu, có gì còn thắc mắc ấy, thì mình có thể viết thư hỏi cho họ, viết thư hỏi, hoặc là yêu cầu họ tư vấn các sản phẩm dịch vụ trước khi nộp đơn, tư vấn về các lý do từ chối và cách thức vượt qua từ chối.
khi mà chị làm việc ấy thì thường là chị sẽ lưu giữ những cái tư vấn chung và các chào phí của các đại diện sở hữu tại nước ngoài ấy để sử dụng cho các vụ việc sau. Sau này ở những một số những cái thị trường quen thuộc thì mình sẽ không phải vụ việc nào mình cũng sẽ hỏi đại diện sở hữu tại nước ngoài nữa. Bởi vì thường là các cái quy định hay là những cái thông tin về phí của đại diện là nó sẽ cố định ở khoảng thời gian một mấy năm. Nên là mình có thể lưu lại để mình sử dụng các vụ việc sau. Thì cuối cùng là khi mà tư vấn thì mình phải lưu ý với khách hàng và đặt lịch theo dõi các cái deadline như là deadline bổ sung tài liệu, deadline trả lời thông báo từ chối, deadline gia hạn, vân vân. Tất cả các loại deadline thì mình ý lại, tại vì nếu như mà ở Việt Nam á thì có nhỡ cái deadline ở đấy thì như thế nào đấy mình vẫn có thể là có những cái thỏa thuận giải trình với cục sở trí tuệ của Việt Nam thì cũng có thể là dễ dàng hơn so với việc là nộp đơn ra nước ngoài rồi mà mình miss cái deadline này thì coi như là mình chẳng thể làm gì được rồi, hoặc là mình có phải mất phí cho cái đại diện sở trí tuệ thì nước ngoài thì rất là đắt đỏ đấy. Ồ, với cái Từ từ qua cái đây là cái anh có thêm một cái số cái lưu ý, tức là có thể các bạn cũng chưa hiểu rõ về cái một số cái khái niệm ấy. Tại vì thứ nhất là khi mà nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với cái cơ quan một cái cơ quan sở hữu trí tuệ của một nước nhất định ấy, thì không phải tất cả các đơn đều là được chấp nhận, mà các cái đơn nhãn hiệu này nó có thể nó có rất nhiều lý do để nó bị từ chối. Lý do thì nó có thể cả lý do về hình thức như là về nội dung. Hình thức có thể là thiếu tài liệu, hay là tài liệu không đủ, thời gian nộp bổ sung không đủ, nó cũng là thiếu sót. Hoặc khi mà xét nghiệm nội dung thì có thể là nhãn hiệu là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được bảo hộ, hay là cái nhãn hiệu này lại tương tự với người nộp đơn trước. Thì nếu mà có một bên nó thấy cái quyền lợi của người ta bị ảnh hưởng bởi cái nộp đơn của mình, thì họ có thể làm cái phản đối đơn, tức là phản đối cái đơn mình đã nộp, hoặc là cục sở hữu trí tuệ của nước đấy người ta từ chối. Thì đấy là những cái trong cái quá trình mà xử lý đơn nhãn hiệu ấy, thì nó có thể nó cũng có những cái đấy xảy ra đấy. Có thể là và một cái nữa lưu ý là cái phần tra cứu ấy. Tra cứu là gì? Tra cứu là trước khi mà nộp đơn với một cơ quan sở hữu trí tuệ nhất định, thì mình có thể kiểm tra xem là cái khả năng đăng ký của cái nhãn đấy ở cái thị trường đấy nó như thế nào. Thì nếu mà mình đã có cái kết quả search tra cứu ấy, thì nó có thể nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí nộp đơn, tại vì chi phí nộp đơn ấy thường nó rất là nhiều, mà thời gian mà để mà cơ quan sở hữu trí tuệ của cái nước đấy nó ra được cái kết quả cuối cùng ấy về cái thẩm định nội dung ấy thì nó rất là lâu. Thì nếu mà mình làm tra cứu trước thì có thể mình sẽ biết là ok, cái khả năng là cái nhãn này nó có được đăng ký hay không, hoặc là nếu mà nó có những cái đối chứng thì có cách nào để vượt qua đối chứng, hoặc là có thể phải sửa nhãn hiệu, hay là phải có cái cách thức nào đấy để vượt qua đấy, thì nó sẽ có thể là tiết kiệm một cái chi phí về thời gian cũng như là tiền bạc cho cái việc nộp đơn đấy. Lưu ý cái chỗ này đấy, điểm nhất. đấy là một cái cách thức nộp đơn trực tiếp với cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài. Cách thức thứ hai là nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Mantrip. Thì thứ nhất thì sẽ có một chút khái quát về hệ thống Mantrip. Hệ thống Mantrip là một hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu do văn phòng quốc tế thuộc tổ chức sở hữu trí tuệ WIPO quản lý ra đời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu cùng lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hệ thống này hiện được điều chỉnh bởi hai văn bản pháp luật chính là thỏa ước Mantrip và nghị định thư Mantrip. Nhưng mà hiện tại thì các cái quốc gia là thành viên của thỏa ước Mantrip thì đều là thành viên của nghị định thư Mantrip rồi, nên là nghị định thư Mantrip thì mới là cái văn bản hiện nay là gọi là có văn bản cái văn bản có cái hiệu lực chính. Thì hệ thống này hiện có 109 thành viên tương ứng với 125 quốc gia, và Việt Nam đã là thành viên của cả thỏa ước Mantrip và cả nghị định thư Mantrip. Nên là các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam có thể được đăng ký những quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Mantrip và chỉ định đây tức là tôi chỉ định và tôi nộp đơn và tôi chỉ định vào nước A, nước B, nước C, tức là tôi nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu vào những cái quốc gia đấy, và tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ là thành viên của hệ thống Mantrip. Đây là một cái khái quát và cái quy trình của hệ thống Mantrip. Ở đây cũng thấy là người nộp đơn thay vì sẽ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tới các cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài thì sẽ nộp
đơn thông qua cái cơ quan sở hữu trí tuệ của nước gốc và thông qua WIPO. Thì cái quy trình này thì mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Hệ thống Matrix thì có một số những cái đặc điểm sau. Thứ nhất đó là đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Matrix thì bắt buộc phải được nộp qua cơ quan sở hữu trí tuệ của nước gốc. WIPO sẽ không nhận đơn trực tiếp. Và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được nộp bởi chính người nộp đơn của đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc chủ sở hữu của đăng ký nhãn hiệu cơ sở và không được có phạm vi yêu cầu bảo hộ rộng hơn đơn hoặc là đăng ký nhãn hiệu cơ sở về danh mục về nhãn hiệu. Ở đây trước khi mà muốn nộp một đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Matrix thì trước hết là cái người nộp đơn đó họ phải có một cái đơn đăng ký, một cái đơn hoặc một cái đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại một nước thành viên của hệ thống Matrix, ví dụ như là khách hàng Việt Nam. Thì trước khi nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Matrix thì trước đấy họ phải có một cái đơn hoặc là đăng ký nhãn hiệu cơ sở nào đó nộp tại Việt Nam rồi. Và trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ phụ thuộc vào tình trạng của đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở. Tức là nếu cái đơn hoặc là đăng ký nhãn hiệu cơ sở này mà trong vòng 5 năm đấy nó bị vì một lý do nào đấy, ví dụ như là bị từ chối này, cái đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở mà bị từ chối rồi dẫn đến là việc không được cấp bằng, cái nhãn hiệu cơ sở đấy không được cấp bằng, hoặc là cái đăng ký nhãn hiệu cơ sở đấy bị hủy hoặc bị bỏ này hoặc bị chấm dứt hiệu lực thì cái đăng ký quốc tế nhãn hiệu cũng sẽ bị chấm dứt hiệu lực theo. Và tuy nhiên thì có một cái điều khoản đó là gọi là nộp đơn chuyển đổi. Lúc đấy thì khi mà cái đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực thì người nộp thì chủ đơn, chủ của đăng ký quốc tế nhãn hiệu có thể nộp các cái đơn chuyển đổi vào các cái quốc gia mà mình đã chỉ định trước đó theo đăng ký quốc tế nhãn hiệu để được coi như là một cái đơn quốc gia, một cái đơn theo cách thức vừa rồi, cách thức trực tiếp vừa rồi sẽ coi như một cái đơn quốc gia như thế. Nhưng mà sẽ có cái ngày nộp đơn là cái ngày nộp đơn của đăng ký quốc tế, là cái ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu có cái ngày ưu tiên như thế. Và người nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì có thể chỉ định và yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tại bất cứ quốc gia vùng lãnh thổ thành viên nào của hệ thống Matrix, không giới hạn số lượng quốc gia vùng lãnh thổ được chỉ định. Nhãn hiệu sau đó thì sẽ được xét nghiệm bởi cơ quan sở hữu trí tuệ của từng quốc gia vùng lãnh thổ được chỉ định theo các quy định của chính các quốc gia vùng lãnh thổ đó. Chính các quốc gia vùng lãnh thổ này thì sẽ quyết định việc có cấp bảo hộ cho nhãn hiệu khi đăng ký hay không, phạm vi cấp bảo hộ là như thế nào. Mặc dù lúc nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì sau khi WIPO có xét nghiệm hình thức thì họ cũng sẽ cấp một cái số đăng ký quốc tế nhãn hiệu, có ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu, nhưng mà cái số đăng ký quốc tế nhãn hiệu này thậm chí là họ có cả một cái văn bằng, nhưng mà cái văn bằng này không có nghĩa là cái nhãn hiệu đấy đã được bảo hộ tại các quốc gia được chỉ định, mà sau này thì các quốc gia được chỉ định đấy họ sẽ tiến hành xét nghiệm để ra một cái quyết định là có bảo hộ cho cái nhãn hiệu đó không, có thể là bảo hộ, có thể là từ chối theo cái luật của cái quốc gia vùng lãnh thổ đó. Và có một cái ưu điểm của hệ thống Matrix này đó là có một cái khoảng thời gian cố định là khoảng từ 12 đến 18 tháng tùy vào từng quốc gia. Thì các cái cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia vùng lãnh thổ được chỉ định thì sẽ chỉ được ra thông báo từ chối trong vòng từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày WIPO thông báo về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hoặc là cái yêu cầu mở rộng đăng ký quốc tế nhãn hiệu tới cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia vùng lãnh thổ đó, là từ ngày WIPO mà gửi đơn gửi cái yêu cầu đăng ký nhãn hiệu đấy tới cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia vùng lãnh thổ đó thì họ sẽ chỉ có 12 đến 18 tháng để xét nghiệm và ra thông báo từ chối. Nếu sau cái thời gian này mà WIPO không nhận được cái thông báo từ chối nào từ cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia vùng lãnh thổ đấy thì nhãn hiệu sẽ coi như là tự động được bảo hộ tại các quốc gia vùng lãnh thổ này. Và đăng ký quốc tế nhãn hiệu có thể được mở rộng, tức là có thể được chỉ định thêm và yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia vùng lãnh thổ khác so với các quốc gia lãnh thổ và các quốc gia vùng lãnh thổ mà đã được chỉ định ban đầu. Tức là lúc đầu mình nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu mình có thể chỉ chỉ định 5 nước thôi. Sau này khi mà mình có cái nhu cầu muốn mở rộng thị trường thì mình có thể nộp một cái yêu cầu mở rộng đăng ký quốc tế nhãn hiệu là mình sẽ chỉ định thêm, yêu cầu bảo hộ thêm tại các cái quốc gia, thêm khoảng 5 quốc gia nữa chẳng hạn, thì mình có thể được mở rộng phạm vi yêu cầu bảo hộ của đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Các cái thủ tục liên quan tới đăng ký quốc tế nhãn hiệu như là mở rộng này,
sửa đổi tên, địa chỉ chủ sở hữu này, hay là gia hạn, giới hạn danh mục đăng ký quốc tế nhãn hiệu, chuyển nhượng đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì sau này đều có thể thực hiện trực tiếp với WIPO. Không cần phải thay vì phải tiến hành sửa đổi tại từng nước, tiến hành chuyển nhượng tại từng nước thì mình có thể chỉ thực hiện một lần với WIPO thôi, và WIPO sẽ ghi nhận và thông báo tới các cái quốc gia có liên quan. Với các đơn nộp theo hệ thống Mantrix từ Việt Nam thì các cái điều kiện để nộp đơn về các chủ thể nào có thể nộp đơn theo hệ thống Mantrix từ Việt Nam, có thể là cá nhân hoặc công dân Việt Nam, có thể là tổ chức được thành lập hoạt động theo luật pháp Việt Nam, hoặc là tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, thì đều có thể lấy Việt Nam làm nước gốc để nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Mantrix. Về nhãn hiệu thì phải có đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở hoặc là có đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam rồi thì mới tiếp tục có thể là nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Mantrix. Và như là nói ở trên thì phạm vi đăng ký của đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì sẽ không được rộng hơn so với đơn hoặc là đăng ký nhãn hiệu cơ sở. Quy trình nộp và xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nộp từ nước ngoài và Việt Nam thì về tài liệu yêu cầu thì sẽ có một cái mẫu tờ khai của cục, cái mẫu tờ khai của WIPO. Các cái mẫu tờ khai của WIPO thì có thể được download từ cái link này trên trang web của WIPO. Một số nơi, một số quốc gia thì có thể có yêu cầu là phải có tuyên bố sử dụng nhãn hiệu cho mẫu. Thật ra thì chỉ có Mỹ là yêu cầu cái tuyên bố này thôi, và mẫu nhãn hiệu và giấy ủy quyền. Về phí khi nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu từ Việt Nam thì mình sẽ mất một cái khoản phí là 2 triệu cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Còn phí của WIPO thì sẽ có thể có một cái công cụ để tính phí ở trên website của WIPO, thì mình chỉ việc nhập các cái thông tin, không phải nhớ những cái phí này đâu, vì có một cái công cụ này. Mình sẽ chọn ví dụ như là đơn mới này. Đấy, ngày nộp đơn này. Đây là ví dụ như là mình nộp đơn từ Việt Nam. Bao nhiêu nhóm này, nhãn hiệu có là nhãn hiệu màu hay không. Sau đó thì sẽ chọn tiếp các cái quốc gia chỉ định. Mình sẽ chọn một số các quốc gia mà mình chỉ định, và đây tính phí thì sẽ có tính ra phí như này. Và cái phí này thì sẽ được khai trong cái tờ khai nộp cho WIPO, cái tờ khai MM2 vừa nãy. Về quy trình xử lý đơn thì với một cái đơn đăng ký cơ sở hoặc là đăng ký nhãn hiệu cơ sở ở đây thì người nộp đơn sẽ nộp đơn tới nước gốc. Ví dụ ở đây là nộp đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ nhận đơn, và có một cái ngày nhận đơn ở đây, có một cái ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Việt Nam. Thì Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ xét nghiệm đơn trong vòng khoảng dưới 2 tháng, thường là khoảng 1 tháng thôi, trừ khi là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong quá trình xét nghiệm thì họ có xét nghiệm về cái mối tương quan giữa cái đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu với cái đơn cơ sở ấy, dự là phạm vi yêu cầu là có rộng hơn hay không, rồi là cách chuyển ngữ các cái danh mục sản phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì có chuẩn hay không, thì là họ sẽ xét nghiệm về mặt hình thức ở trong cái giai đoạn này. Sau đó thì ở cái giai đoạn này, khi mà đơn được chấp nhận rồi thì họ sẽ có một cái thông báo chấp nhận cái đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu của mình và yêu cầu người nộp đơn phải thanh toán phí của WIPO. Tức là phí 2 triệu mình nộp cho cục là mình đã thanh toán lúc nộp đơn này rồi, nhưng mà cái phí của WIPO như vừa tính theo cái công cụ của WIPO ấy, thì là mình có thể thanh toán ở giai đoạn này. Tại vì cái ngày sau này liên quan, nó sẽ liên quan từ cái ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu, cái ngày của đăng ký quốc tế. Muốn là cái ngày đăng ký quốc tế có được cái ngày đăng ký quốc tế là cái ngày sớm nhất, tức là cái ngày nộp đơn ở Việt Nam, thì WIPO sẽ nhận được
đơn và phí trong vòng 2 tháng. Sau cái 2 tháng này thì cái ngày nào mà WIPO nhận được thì sẽ là cái ngày của đăng ký quốc tế. Nên là thường là mình sẽ cố gắng để xử lý ở cái bước ở Việt Nam này trong vòng 2 tháng, đúng 2 tháng để WIPO có thể nhận được đơn và phí. Trong vòng 2 tháng này để chúng ta có được cái ngày đăng ký quốc tế nhãn hiệu sớm nhất. Sau khi WIPO nhận được đơn từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì họ sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm đơn, xét nghiệm về hình thức thôi, trong vòng từ 2 đến 3 tháng. Thì có thể là họ họ cũng nhận ra một số những cái từ chối liên quan đến việc, thường là chỉ liên quan đến việc phân loại hàng hóa thôi, phân loại sản phẩm dịch vụ thôi, hoặc là những cái thiếu sót nhỏ liên quan đến các cái tờ khai, tức là họ chỉ xét nghiệm về hình thức thôi. Thì sau khi các cái vấn đề hình thức đã được hoàn thiện rồi thì họ sẽ cấp một cái số đăng ký quốc tế với cái ngày đăng ký quốc tế và tiến hành công bố trên công bố của WIPO. Sau đó thì tiến hành chuyển đơn cho các cái cơ quan sở hữu tuệ mà chúng ta chỉ định. Các cái cơ quan này sẽ xét nghiệm trong vòng từ 12 đến 18 tháng này, quyết định là ở đây xét nghiệm là xét nghiệm về mặt nội dung nhãn hiệu theo cái quy định luật của nước họ, rồi sẽ quyết định là có thể là ra một cái quyết định cấp hoặc là một cái quyết định từ chối. Tất cả các cái quyết định này, thông báo này thì sẽ được cái cơ quan sở hữu trí tuệ này thông báo cho WIPO và WIPO thông báo cho người nộp đơn. Thì cái cách thức nộp đơn này sẽ có rất nhiều những cái ưu điểm. Ví dụ như là thay vì mình nộp vào các cái quốc gia khác thì mình phải sử dụng dịch vụ của rất nhiều các đại diện để chuẩn bị tài liệu, rồi ở nhiều ngôn ngữ thì ở đây mình chỉ cần nộp một đơn tới tới Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thôi, có một cái tờ khai nữa là bằng tiếng Anh thôi, và thanh toán cái phí, các cái phí của WIPO thì chỉ bằng một loại tiền tệ thôi. Tiết kiệm chi phí thì chúng ta sẽ không phải mất phí cho các đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài, trừ khi là có sau này có từ chối thôi. Cái việc theo dõi và quản lý nhãn hiệu cũng sẽ rất là dễ dàng, tại vì sẽ chỉ có một số đăng ký quốc tế, một ngày đăng ký quốc tế và một ngày hết hạn đăng ký quốc tế thôi. Nếu như mình nộp đơn theo các con đường quốc gia kia, ví dụ mình nộp 3 nước thì sẽ có 3 cái số đăng ký, 3 cái ngày đăng ký, rồi là phải theo dõi tận 3 cái hạn để mà gia hạn cái đăng ký đấy ở từng cái quốc gia. Nên là việc theo dõi thì sẽ mất thời gian hơn. Và cái đăng ký quốc tế này có thể dễ dàng được mở rộng khi mà có nhu cầu mở rộng thị trường. Đây mình có một số lưu ý khi tiến hành nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Mantrip. Thì trong cái quá trình mà nộp đơn đăng ký quốc tế với Cục Sở hữu trí tuệ thì mình sẽ có một cái bước đó là dịch các cái sản phẩm, trong cái sản phẩm dịch vụ trong cái đơn, trong cái đăng ký cơ sở ấy chuyển vào trong cái đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Thì nó mình sẽ phải cân bằng với việc là đảm bảo vẫn đúng cái bản chất của sản phẩm đấy mà vẫn sử dụng, mà có thể sử dụng được những cái thuật ngữ mà có thể đã được công nhận rộng rãi ở những cái quốc gia rồi. Ví dụ đây có một số những cái hệ thống mà mình có thể tham khảo như là hệ thống phân loại của WIPO, hoặc là danh sách những cái sản phẩm dịch vụ đã được công nhận bởi USPTO là cơ quan sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Chú ý đến cái việc thúc đẩy cho cái việc sử cho việc thẩm định hình thức tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để cố gắng để cho WIPO có thể nhận được cái đơn và phí trong vòng 2 tháng để có cái ngày đăng ký quốc tế sớm nhất. Khi mà theo dõi các đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại WIPO thì có thể sử dụng các cái công cụ theo dõi tình trạng đăng ký quốc tế nhãn hiệu như là Mantrip Monitor ở đây. Thì đây là một công cụ mà thường xuyên sử dụng khi mà mình có thể tra cứu xem là cái đơn của mình nó đang ở đâu. Ví dụ có một cái đăng ký quốc tế này. Dụ như là có một cái đơn như thế này, trên đây thì có đầy đủ các thông tin như là số đăng ký quốc tế này,
ngày đăng ký quốc tế, cái ngày gia hạn này, cái ngày hết hạn này, rồi là thông tin về chủ đơn, các cái thông tin liên quan tới người nộp đơn, thông tin về đại diện, về mẫu nhãn, về danh mục, các cái quốc gia mà chỉ định sẽ ở đây. Thì này mình sẽ biết là cái đơn của mình có đang ở đâu, ví dụ cái đơn là một là cái đơn mới thôi và sẽ mới mới có cái văn bằng vào 9 tháng 12 này và sẽ được công bố trên cái công bố số 47/2021. Đấy là một cái giao dịch ngày thường xuyên sử dụng luôn. Và sau này khi mà các cái quốc gia này họ sẽ cập nhật thêm ở đây, ví dụ như là cái quốc gia này Armenia có thể là có từ chối hay là có cấp bằng thì cũng sẽ thể hiện hết ở dưới này, theo dõi rất là dễ dàng. Wipro thì cũng có một cái công cụ nữa để giúp người nộp đơn liên lạc trực tiếp với Wipro, đó là Contact Manpage này. Nói chung là Wipro có những cái công cụ mà hết sức là thuận tiện luôn. Và khi mà mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Manpage thì cố gắng khai thác những cái công cụ này. Ví dụ như là đây mình có thể là mình là người đại diện này, vấn đề của mình là gì, có thể là nộp đơn ở những cái giai đoạn sau này như là nộp đơn giới hạn này, nộp đơn mở rộng là có thể nộp trực tiếp qua Wipro, là mình có thể nộp đơn qua cái contact manpage này. Mình có những cái vấn đề gì đây, ví dụ là khi mà thanh toán ấy, vì mình muốn chắc chắn là Wipro họ sẽ phải nhận được cái đơn phí trước trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Việt Nam, nên là thường khi mà khách hàng họ thanh toán một cái có thể là cái việc thanh toán nó rất là sát cái ngày cái deadline 2 tháng đấy, nên là mình sẽ thường là sẽ bổ sung luôn cái bằng chứng việc thanh toán lên đây luôn cho Wipro để họ sẽ dễ dàng xác định được cái khoản thanh toán của mình. Nhiều khi là họ không xác định được, họ lại ra một cái từ chối, một cái thư kiểu như thế này là một cái thư từ chối về việc không nhận được khoản thanh toán của mình thì sẽ rất là mất thời gian. Và cũng giống như là lương quốc gia thôi, thì sau khi mà các cái cơ quan sở hữu tuệ họ họ xét nghiệm đơn thì có thể họ sẽ ra thông báo cấp bằng hoặc có thể họ sẽ ra thông báo từ chối. Khi mà thông báo từ chối thì phải hết sức chú ý cái deadline trả lời, thì nếu mà miss cái deadline là thôi cái chỉ định tại cái quốc gia đấy là bị mất luôn. Và khi mà nhận được thông báo từ chối rồi thì mình có thể tham khảo ý kiến tư vấn từ các đại diện sở hữu tuệ nước ngoài. Khi làm việc với họ thì hết sức chú ý vấn đề về phí, phải yêu cầu họ trả phí một cách trả phí từ lúc trả lời từ chối cho tới lúc mà theo dõi đến khi có cái quyết định cuối cùng. Và thông thường thì đa phần các việc trả lời thông báo từ chối thì đều được yêu cầu thực hiện qua đại diện sở hữu tuệ nước ngoài. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp thì có thể tự thực hiện việc trả lời thông báo từ chối bằng cách là giới hạn danh mục sản phẩm dịch vụ trực tiếp với Wipro trong một số trường hợp khi mà họ từ chối một phần thôi. Ví dụ mình nộp mà nhãn hiệu của mình nộp cho 3 nhóm chẳng hạn thì chỉ từ chối thường với từ chối một phần đó, thì đối với đa phần các quốc gia thì họ khi mà họ tự mình nộp 3 nhóm sản phẩm dịch vụ mà bị từ chối 2 nhóm thì đa phần các quốc gia họ sẽ có cái quy định là nếu như không có trả lời gì thì mặc nhiên cái nhóm còn lại, cái nhóm không bị từ chối đấy thì sẽ mặc nhiên tự động là sẽ được bảo hộ vì họ không từ chối cái nhóm đó. Tuy nhiên đối với một số các quốc gia như là Nhật hay Hàn Quốc thì vì theo cái quy định của pháp luật nước họ không có cái gọi là từ chối từng phần, nên là họ vẫn ra một cái thông báo từ chối toàn phần, nhưng mà trong cái nội dung đấy thì ghi sẽ ghi là áp dụng chỉ với một số các cái nhóm sản phẩm thôi. Thì mình có thể tiến hành cái việc trả lời thông báo từ chối bằng việc là giới hạn lại. Giới hạn đây tức là xóa bỏ
tức là tôi không yêu cầu đăng ký lên nhãn hiệu cho những cái nhóm đấy và cái quốc gia đấy nữa. Và trên website của Wipro có rất nhiều các cái công cụ, ví dụ như là Global Brand Database này, mình có thể tiến hành tra cứu sơ bộ cho khách hàng xem là có những cái nhãn hiệu nào tương tự với nhãn hiệu của mình không. Tất nhiên thì đây chỉ là một cái nguồn để tra cứu một cách sơ bộ thôi. Các cái trợ giúp khi tiến hành nộp đơn, rồi là theo dõi đơn, quản lý đơn, tất cả những cái việc này như là giới hạn hay là gia hạn các thứ này thì đều có thể thực hiện online trực tiếp với Wipro. Và Wipro có một cái tài liệu này rất là đầy đủ, đầy đủ các cái quy định, và có bất cứ có một cái vấn đề gì thì đều có thể tìm thấy trong cái tài liệu này, có thể đa bản English về và nó và đọc cái tài liệu này, tất cả các vấn đề mà công chị gặp phải trong quá trình làm việc thì đều có thể tìm kiếm được trong cái tài liệu này rất là đầy đủ và được giải thích một cách rõ ràng hơn nhiều so với việc đọc mấy cái văn bản kiểu nghị định thư hay là đấy. Trên đây là phần trình bày của chị, chú không có. Có một số cái lưu ý là trong cái tất cả các cái đăng ký, kể cả con đường là trực tiếp hay là gián tiếp, thì cái ngày nộp đơn ấy là rất là quan trọng, tại vì cái ngày đấy nó sẽ xác định là cái ngày ưu tiên của cái đơn. Mà theo hầu hết các nước, nếu mà theo nguyên tắc là first to file, tức là người nào mà nộp đơn sớm ấy thì sẽ được cái đăng ký sớm, nếu mà các cái nhãn hiệu nó trùng hoặc là tương tự nhau thì cái ngày nộp đơn và cũng như là ngày ưu tiên ấy thì nó rất là quan trọng. Cho nên là trong trong các cái khi mà chuẩn bị để nộp ấy, thì nếu mà khách nó đã có nhu cầu là đăng ký ở một nước thì cố gắng là phải tư vấn để họ có cái ngày nộp đơn sớm nhất, đủ hết các tài liệu thông tin ABC để có thể nộp đơn sớm nhất. Cũng như là đối với đăng ký quốc tế thì cũng phải có cái ngày mình xử lý làm sao đấy, như Ly nói là để có cái trong vòng 2 tháng là mình gửi hết các cái form đơn cũng như là các cái tài liệu rồi là phí cho văn phòng quốc tế để mà họ chấp nhận cái ngày ngày nộp đơn quốc tế là cái ngày nộp đơn Việt Nam. Thì cái quan trọng lưu ý là cái ngày để làm sao có cái ngày nộp đơn sớm nhất nhất là quan trọng, rất là quan trọng đấy, có lưu ý chỗ đấy. Phải đóng quest, mở xe đi. Stop. Đấy là bạn Ly, bạn đã trình bày xong cái phần về cái presentation hôm nay. Mọi người thì có nhất là có những cái gì mà cần hỏi thêm hay là có cái nào chưa hiểu hay là gì thì có thể Có câu hỏi gì không? Dạ, em xin phép có câu hỏi được không ạ? Ngọc à, em cứ nói đi. Dạ, là em có câu hỏi là về việc cái hồ sơ mà đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài của hai cái cách này là nó có giống nhau hoặc không, và mình cần những cái tài liệu nào là những tài liệu quan trọng chủ yếu ạ? Dạ, em cảm ơn ạ. Hai cái cách thức này có các cái bộ hồ sơ để nộp đơn hoàn toàn khác nhau. Khi mà nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu trực tiếp vào từng quốc gia ấy, thì mỗi quốc gia sẽ có những cái quy định về cái việc nộp đơn đấy, và thường là quốc gia nào cũng sẽ có một cái form để khai các cái thông tin cơ bản của cái nhãn hiệu như là tên chủ đơn, địa chỉ chủ đơn, rồi là mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm dịch vụ vân vân. Thì những cái form đấy thì cái đại diện sở hữu nước ngoài họ sẽ thực hiện cái việc khai cho khách hàng, có thể là khai trên giấy hoặc là có thể là khai online trên cái hệ thống của cái cơ quan sở hữu nước ngoài. Về các cái tài liệu thì như chị trình bày ở trên á thì nó cũng đa dạng lắm, mỗi quốc gia có một cái yêu cầu riêng, có thể là nhưng mà tài liệu cơ bản thì chị thấy thường là đa phần các quốc gia đều yêu cầu cái giấy ủy quyền, nhưng mà lại
mỗi quốc gia lại có một cái yêu cầu riêng về cái giấy ủy quyền đấy. Còn cái việc nộp đơn đăng ký qua hệ thống Matrix thì từ Việt Nam đi thì nó đơn giản hơn, chỉ có một cái form của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cái form này thì khai không có gì khó cả, chỉ đơn thuần là khai các cái thông tin về mẫu nhãn hiệu này, rồi là các cái thông tin về chủ đơn vân vân, cái đơn cơ sở của mình và cái đăng ký cơ sở của mình là gì, các cái mã nước, các cái chỉ định, mình chỉ định nước nào, khai về phí này, phí nộp cho cục là 2 triệu, các cái tài liệu đính kèm. À, tại Việt Nam thì tất nhiên vẫn có là giấy ủy quyền. Và thêm một cái form nữa là cái form MV2 này, là cái form nộp cho WIPO. Cục cũng sẽ gửi cái form này cho WIPO này. Cái form này thì có thể download ở trên website của WIPO và nó cũng thay đổi khá thường xuyên. Ví dụ như là năm nay nó cũng thay đổi mấy lần rồi. Đây là form tháng 7/2021, thì hiện tại thì nó có một cái form tháng 11/2021 rồi. Nên khi nộp đơn thì cũng phải chú ý là sử dụng cái form mới nhất. Mình sẽ khai các cái thông tin ở đây, các cái form, các cái thông tin này thì các thông tin này thì đều có hướng dẫn khai cả. Ngay bên cạnh cái phần download form của WIPO thì sẽ có một cái nốt for filing và hướng dẫn mình khai từng cái mục này luôn, rất là cụ thể. Và chỉ nghĩ là khai cái form này không có gì khó cả, chỉ cần hai cái form này này và mẫu nhãn hiệu giấy ủy quyền là có thể nộp được cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam rồi. Đó là cái tài liệu để chuẩn bị cho việc nộp đơn theo hai cái cách thức này. Tóm lại là nếu mà nộp đơn theo con đường trực tiếp, theo con đường quốc gia ấy, và nộp đơn theo con đường quốc tế thì tài liệu nó khác hoàn toàn nhau, tức là hai cái hệ thống là nó khác hoàn toàn, nó chả liên quan gì cả. Và đối với mỗi nước mà nộp trực tiếp ấy, tức là mình nộp từ chẳng hạn là nộp vào Lào này, nộp vào Campuchia này, nộp vào Singapore này, nộp vào Indo này, ví dụ thế, thì mỗi nước đấy nó cũng lại tài liệu nó cũng sẽ lại rất là khác nhau. Nó chỉ là nói chung là các cái thông tin cơ bản thì cần có ấy, thì nó tương đối là giống nhau, nhưng mà tài liệu thì mỗi nước một khác nhau. Đấy, mỗi nước chẳng hạn ông từ nước ngoài ông nộp vào Việt Nam thì cũng lại tài liệu nó khác hẳn với cả nộp sang Trung Quốc hay là Campuchia hay Lào, hay là cái yêu cầu về tài liệu có phải là hợp pháp hóa lãnh sự hay không này, hay là có phải công chứng hay không này, hay là chỉ cần ký này, hay có nước chả cần giấy ủy quyền nữa, thì mỗi nước nó lại có một cái hệ thống sở hữu nó khác nhau, thì cái tài liệu nó khác nhau, nhưng mà các cái thông tin chung cơ bản và các cái tài liệu cơ bản thì nó đều yêu cầu là có cái đấy, nhưng mà cái cụ thể thì nó sẽ khác. Dạ alo ạ, em chào các anh chị ạ. Em là Đồng Hoài Nam, em là Jet 21 của Hà Nội. Em có một số câu hỏi muốn hỏi các anh chị ạ. Đầu tiên em muốn hỏi là nếu mà theo cái phần trình bày của chị vừa nãy thì em đang hiểu là cái đại diện sáng không ạ? Và việc họ và việc vision hay là các công ty luật của Việt Nam làm việc với họ là mình cũng đang, tức là họ đang hỗ trợ mình khá là nhiều trong cái việc là đăng ký cái nhãn hiệu đấy ra nước ngoài, thì không biết là em hiểu cái đại diện sở hữu trí tuệ. Đó là bị mất tiếng đấy. Alo, không biết chị có nghe thấy em nói rõ không ạ? Vừa nãy chị cũng không nghe rõ lắm, nhưng mà chị hiểu là ở đây các quốc gia ấy, họ sẽ không cho phép cái người nộp đơn nước ngoài được nộp đơn trực tiếp đâu. Ví dụ như là người nộp đơn nước ngoài khi nộp đơn ở Việt Nam thì cũng sẽ không thể nộp một cái đơn trực tiếp tới cơ quan sở hữu trí tuệ cuối cục của mình đâu, mà sẽ phải thông qua cái đại diện được cho phép hoạt động, được cấp phép hoạt động như là Vision để nộp đơn. Thì khi nộp đơn ra nước ngoài cũng thế, khách hàng Việt Nam thì khi nộp đơn sang Lào, sang Campuchia chẳng hạn, thì sẽ là thành người nộp đơn nước ngoài rồi, và họ sẽ
không thể sử dụng một cái đại diện như Division thì cũng sẽ là đại diện của nước ngoài, và bắt buộc sẽ phải sử dụng một, sẽ phải nộp đơn qua một cái đại diện sở hữu trí tuệ gọi là trong trong cái nước của họ. Ví dụ như là nộp đơn qua Lào thì mình phải sử dụng đại diện của một cái đại diện, một cái công ty luật ở đấy của Lào. Nộp qua Campuchia thì sẽ phải sử dụng một cái đại diện của Campuchia. Thế thì đúng ra thì cái vai trò của Vision với khách hàng lúc này thì sẽ là giống như là trung gian thôi. Mình sẽ đứng ra làm trung gian để kết nối giữa khách hàng với cái đại diện sở hữu trí tuệ ở Lào, Campuchia đấy. Và mình sẽ ở Lào, Campuchia họ tư vấn như thế nào, mình có thể truyền đạt lại cho khách hàng Việt Nam và hỗ trợ họ trong việc chuẩn bị các tài liệu vân thôi. Còn cái việc trực tiếp làm việc với cái cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài thì vẫn là các cái đại diện, các cái luật sư ở bên nước ngoài, bên Lào, Campuchia thì họ mới được phép mà trực tiếp nộp đơn với cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài. Dạ vâng ạ, vâng em cảm ơn chị ạ. Em có một câu hỏi nữa là vừa nãy ở trong phần các cái giấy tờ mà có thể gửi cho bên nước ngoài để họ nộp giúp mình ạ, thì có cái phần là giấy ủy quyền ấy ạ. Thì em muốn hỏi là tại vì em vừa thấy cả anh cả chị thì đều nhắc đến cái việc là có cái thủ tục là công chứng, thì em muốn hỏi chính xác ở đây là nếu mà người ta có yêu cầu có một cái xác nhận gì đấy thì đây là công chứng hay là chứng thực cái giấy ủy quyền hay là cái hợp đồng ủy quyền đấy ạ? Thì trước tiên thì chị nói về cái giấy ủy quyền ấy, thì cái giấy ủy quyền thì sẽ là nội dung của nó sẽ là ủy quyền từ khách hàng Việt Nam, khách hàng của mình, ví dụ là công ty A ở Việt Nam ủy quyền cho một cái đại diện ABC ở nước ngoài, không có Division ở trong cái giấy ủy quyền đấy, sẽ là khách hàng ủy quyền cho cái luật sư ở bên nước ngoài để họ làm việc với cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài. Và thật sự trong quá trình làm việc ấy thì ở một số nước thì họ sẽ dùng cái từ là notarize. Thì ở đây chị cũng hiểu là cái việc notarize này là notarize cái gọi là công chứng ấy, công chứng chữ ký ấy. Tuy nhiên thì thực tế làm việc thì cái việc công chứng chữ ký này mà trên bảng, một cái bảng giấy quyền tiếng Anh thì nhiều khi gặp khó khăn, tại vì các phòng công chứng của Việt Nam thì họ thường là họ không đồng ý công chứng trên cái bảng tiếng Anh đâu. Rất ít một số các văn phòng công chứng thôi. Thế nên là trong một số trường hợp thì vẫn có thể chuẩn bị tài liệu theo cái kiểu là mình sẽ hơi lách một chút, vẫn chỉ cần có một cái dấu đỏ của cơ quan, của cái văn phòng công chứng là được. Vì họ cũng cơ quan trí tuệ nước ngoài họ cũng sẽ không gọi là xem xét một cách cái tài liệu của mình nộp nó nghĩa là họ cũng không thể rõ cái quy định ở Việt Nam như thế nào. Nên là ở một số trường hợp thì chị vẫn có thể chuẩn bị tài liệu theo cách là chứng thực, tức là một cái chứng thực hoặc là chứng thực bản hoặc là dịch công chứng. Công chứng bản. Có thể là công chứng bản sao hoặc công chứng bản dịch, làm thế nào để có một cái dấu công chứng ở trên cái tài liệu ấy thôi. Là một số các cái cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài họ cũng có thể chấp nhận rồi. Dạ. Thực ra là nếu mà như thế thì em đang hiểu là tại vì là em nghĩ là nếu mà em đọc một cái nghị định về công chứng chứng thực của chính phủ thì em nghĩ là cái mà xác định cái chữ ký trên đó là đúng của các bên ấy, thì em nghĩ cái đấy nó là chứng thực chứ không phải là công chứng, tức là cái hành động đó là chứng thực chữ ký chứ không phải là công chứng chữ ký ấy. Tức là em đang hiểu là như vậy, tại vì em nhớ là đợt trước em cũng có đọc qua về cái nghị định về công chứng chứng thực của chính phủ, thì cái đó nó được quy định là chứng thực chữ ký ấy. Nên là em mới muốn hỏi lại. Tức là như này, tức là theo cái yêu cầu của nhiều nước ấy, có một số nước thì nó yêu cầu là cái ủy quyền nó chỉ cần người ký thôi. Cái đơn giản nhất nhé là không cần ủy quyền, tức là ông cứ có yêu cầu tôi chỉ cần bằng cái thư lệnh thôi là tôi có thể nộp được rồi. Là đấy là một là cái đơn giản nhất. Cái thứ hai bắt đầu khó hơn là ông phải có cái ủy quyền, nhưng mà ông chỉ cần ký vào cái giấy ủy quyền thôi là tôi có thể nộp đơn xong rồi. Cái thứ ba là khó hơn một chút nữa là nó phải có notary power of attorney, tức là cái giấy ủy quyền là được công chứng.
đấy, ở công chứng thì cái đại diện các nước ấy, thì nó cũng không cần là ông phải biết là chứng thực hay không, tức là ông cứ có một cái dấu notarize là công chứng mà đấy, là chẳng hạn là ông có thể là ông ra ông viết tiếng Việt với nhau, hả, công ty A người ta có cái form ủy quyền bằng tiếng Việt, người ta ký vào đấy, đóng dấu vào, sau đấy thì là mình ra cầm cái bản đấy mình ra công chứng bằng tiếng Anh, thì nó cũng được coi là một cái bản công chứng notarize Power Attorney, thì cái đấy cũng có thể là được đi nộp đơn được rồi. Một cái nữa thì nó lại có yêu cầu cao hơn nữa là Notarize and Legalize Power Attorney, thì có một cấp cao hơn là ông lại phải đi hợp pháp hóa lãnh sự của cái ủy quyền đấy. Thì đấy, đấy cao nhất là được 4 cái đấy thôi. Đấy thì thường cái Notarize thì cũng một số nước, tức là càng kém phát triển ấy, thì người ta càng yêu cầu cao. Thế còn càng cái nước phát triển ấy, thì nó lại càng không cần cái gì cả. Đấy, cho nên là Việt Nam thì cứ cần công chứng hay chứng thực, thì tóm lại là nó cứ có một cái dấu công chứng để mình đề là notarize và đấy là xong. Đấy, thực tế là như thế. Đấy là về tài liệu để giấy ủy quyền. Càng các nước yêu phát triển thì người ta lại càng chả cần những cái giấy tờ ấy đâu. Đấy. Càng như Myanmar hay là các cái nước kém phát triển đấy, thì ông lại cần phải legalize, hay là mấy ông các cái nước ở Trung Đông ấy, thì nó rất là cần các cái legalize, hợp pháp hóa lãnh sự của mấy cái nước đấy, thì nó lại rất là lằng nhằng các cái thủ tục giấy tờ đấy. À, dạ vâng ạ, em hiểu rồi, em cảm ơn anh chị ạ. Bạn nào có cái câu hỏi kìa, để vào giơ tay đi. Alo ạ, anh chị có nghe thấy em nói rõ không ạ? Dạ vâng ạ, thì lúc nãy thì em cũng có nghe chị Ly có trình bày đến cái thủ tục nộp đơn trực tiếp ấy ạ, thông qua đại diện nước ngoài ạ. Thì và em nghe thấy chị nói là kiểu Vision hay là một công ty sở hữu, bất kỳ một công ty sở hữu trí tuệ nào Việt Nam sẽ đóng vai trò như kiểu là một trung gian. Em thì còn hình dung nó như kiểu một trợ lý để kiểu tổng hợp giấy tờ. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là khi mà mình nhờ đến các đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài ạ, thì mình hay là khách hàng có phải ký hợp đồng với cả cái đại diện đấy hay không? Và cái thứ hai nữa là cái giới hạn trách nhiệm của Vision hoặc là một công ty sở hữu trí tuệ Việt Nam ở trong cái tình huống này thì nó sẽ giới hạn như thế nào? Vì em thấy là về cơ bản thì mình cũng chỉ có giúp chuẩn bị giấy tờ thôi ạ. Thì không biết là em có hai câu hỏi như vậy ạ. Về cái này anh trả lời luôn là như này. Về cái khi mà Vision ấy mà ký, tức là nếu mà làm việc với cả một cái đại diện của nước ngoài ấy, thì thường là những cái đại diện đấy là những, cũng là những cái khách hàng mà người ta đã nộp những cái đơn của khách hàng của họ vào Việt Nam và Vision là đại diện rồi. Thường là như thế. Thì những bao giờ các cái đại diện với nhau ấy thì cũng sẽ có các cái, nó có các cái bảng phí, tức là các cái tarif, tức là nó sẽ có cái chẳng hạn là ông nộp cái đơn này thì phí bao nhiêu, mấy nhóm mấy, rồi là khi mà mình đã có yêu cầu hỏi ấy, thì họ sẽ có cái thư trả lời. Thì thường là nó sẽ không có hợp đồng cụ thể từng vụ việc đấy đâu, mà nó sẽ chỉ căn cứ theo cái thư trao đổi với nhau thôi. Tức là tôi hỏi là bây giờ tôi khách hàng của tôi nộp một đơn nhãn hiệu như này, ba nhóm từng ngày sản phẩm, thì phí của ông là bao nhiêu, thì bên kia nó trả lời, thì cái đấy là coi như là hai bên làm được nhau rồi, chứ nó không cần phải ký hợp đồng với nhau nữa. Đấy, nó không có một cái hợp đồng dịch vụ cụ thể giữa Vision và cái đại diện ở nước ngoài khi mà mình yêu cầu họ nộp đơn. Cái thứ hai là cái về cái gọi là cái trách nhiệm pháp lý của Vision đối với khách hàng ấy, thì bao giờ thường với khách hàng thì mình lại phải có một cái hợp đồng dịch vụ, bao giờ với Vision cũng phải có một cái hợp đồng dịch vụ với khách. Với đại diện thì không cần nhé, nhưng mà với khách hàng ấy, thì lại phải có một cái hợp đồng dịch vụ, trong đấy mình phải nói rõ rất rõ là cái phạm vi công việc của mình là cái gì, làm là như thế nào, các cái phụ lục rồi thời gian biểu như thế nào, phí như thế nào, cái đạt được là cái gì, ví dụ đấy, thì cái đấy thì lại bao giờ phải có. Với nước ngoài thì không cần, nhưng với khách trong nước thì lại phải có. Đấy, đấy là về cái hợp đồng. Vâng, dạ vâng ạ. Vậy em cũng muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng mà em quên mất. Thì tức là ý là lúc em có nghe anh có trả lời là mình sẽ có một cái giấy ủy quyền, đúng không ạ? Đối với các quốc gia nó hơi kém phát triển một chút thì mình sẽ có giấy ủy quyền ạ. Thì em không biết là em muốn hỏi kỹ thêm là nó có thể là giấy ủy quyền theo kiểu là ý chí đơn phương, hay là nó bắt buộc phải là hợp đồng ủy quyền ạ? Bởi vì em thấy là ở Việt Nam thì thực
thực tế là em đi làm một số tòa thì người ta lại yêu cầu là cái gọi là hợp đồng ủy quyền, chứ nó không phải là giấy ủy quyền. Này đúng rồi, ok anh hiểu rồi. Thực ra ở Việt Nam ấy thì nó là yêu cầu là về hợp đồng ủy quyền, tức là hai bên ông nhận và ông giao thì đều phải ký vào cái hợp đồng ủy quyền đấy. Nhưng mà tất cả những cái chẳng hạn là đơn của Việt Nam đi ra nước ngoài hay là của đơn của nước ngoài vào Việt Nam thì nó chỉ cần giấy ủy quyền thôi, tức là một bên ký thôi, chứ là cái bên giao ký thôi, chứ còn không bên nhận thì là họ không cần ký ở đấy. Đấy, tức là chỉ có một bên thôi. Chẳng nếu mà bây giờ mình nộp đơn ra nước ngoài thì chỉ cần cái người nộp đơn của Việt Nam này là ông ký vào theo cái form ủy quyền của cái đại diện nước ngoài, ông ký vào đấy là thế là xong, chứ không cần phải cái thằng nước ngoài nó ký vào đấy. Cũng tương đương như là bây giờ một cái đơn từ Mỹ nó nộp vào Việt Nam theo con đường trực tiếp, tức là qua cái đại diện nộp với cục sở hữu ở Việt Nam, thì cũng chỉ cần một cái giấy ủy quyền của cái công ty Mỹ đấy thôi, họ ký và họ chỉ định là Vision là đại diện sở hữu trí tuệ Việt Nam nộp tại cục sở hữu trí tuệ đấy, thì cũng chỉ một bên ký, chứ không cần Vision ký vào cái giấy ủy quyền đấy nữa. Và người ta cục sở hữu trí tuệ và tất cả các nước thì nó cũng chấp nhận như thế, chứ không cần phải hợp đồng ủy quyền hai bên ký. Dạ vâng. Sorry nếu mà em hỏi hơi nhiều, nhưng thôi em hỏi đúng một câu có được không? Vâng. Thì ý là nếu em hiểu như vậy thì thực ra là ở giữa khách hàng của mình và kiểu cái đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài, em thấy nó hơi thiếu một chút ràng buộc. Tức là em hơi thắc mắc một chút là thế trong cái trường hợp mà như kiểu là đơn nộp bị trễ hay là sao đó, thì cái đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài thì em cảm thấy là người ta cũng chưa phải chịu trách nhiệm pháp lý gì đúng không? Hay là em đang hiểu sai? Hay là bởi vì là chính là vì nó hơi lỏng lẻo một chút nên là Vision phải có trách nhiệm theo dõi các cái deadline như là chị Ly vừa mới trình bày ạ? Thì em muốn hỏi như vậy. Thực ra cái trách nhiệm pháp lý thì một công ty luật, nếu mà anh mà không theo dõi kỹ ấy, mà nó có những cái gì mà thiệt hại cho người ta ấy, mà cái người mà bị thiệt hại ấy, người ta làm căng ấy, thì cái công ty luật đấy nó sẽ mất hết uy tín. Thật sự là thế. Nếu mà bây giờ một công ty mà để làm thiệt hại cho cái khách hàng, nếu mà nó có đầy đủ bằng chứng ấy mà nó đưa ra là đấy ông làm mất quyền của tôi, thì cái đấy là rất là nguy hiểm. Anh nói đơn giản thôi, một nhãn hiệu ấy, thì là có khi nó còn không phải là một cái tài sản lớn. Nhưng mà bây giờ ví dụ là một cái sáng chế nhỉ, ví dụ này, ông chỉ cần không nộp cái deadline của nó là ví dụ 1/12/2021, ông phải nộp. Nếu mà ông không nộp mà cái thằng khác nó nộp ấy, thì một cái sáng chế nó khi nó cái tài sản nó hàng triệu đô cơ. Nhưng mà có thể, nhưng mà tức là cái mà ràng buộc ấy, nó vẫn chỉ là một giấy ủy quyền và một cái thư lệnh thôi, chứ nó cũng không có một cái hợp đồng dịch vụ gì cả. Khi mà hai bên công ty luật đã làm việc với nhau thì cái đấy là ông phải tin tưởng vào nhau rồi, chứ ông cũng không có bảo là ví dụ ông làm thiệt hại cho tôi này xong rồi thì cái đấy là, tức là làm việc với nước ngoài ấy, thì là cái đấy là rất là quan trọng. Chẳng hạn bây giờ những một cái công ty Nhật mà nó muốn đặt quan hệ và nó sử dụng một cái công ty trong nước ấy, để mà nộp đơn hay là làm đại diện của nó ấy, thì nó tìm hiểu rất là kỹ, cũng chả có một cái ràng buộc gì mặt gọi là trách nhiệm pháp lý nó quá cao như kiểu Việt Nam nó phải ký ABC này nọ đâu. Nhưng mà cái lúc mà người ta tìm hiểu ấy, thì nó đã phải có hết rồi. Đó, thật sự là thế, chứ nó không có một cái gì. Em bảo là lỏng lẻo thì nó cũng là lỏng lẻo thật, nhưng mà nếu mà trong cái cộng đồng ấy, cái cộng đồng mà về IP hay cộng đồng các cái công ty sở hữu trí tuệ với nhau ấy, thì chẳng hạn kể ở Việt Nam này nó không có nhiều, nó chắc là công ty to thì anh nghĩ chắc nó cũng chỉ khoảng 1-2 chục là các cái đại diện nó cũng tương đối là lớn, ví dụ thế. Hay là các cái nước ở nước ngoài ấy, nó cũng không phải là quá nhiều. Đấy, ví dụ rằng chẳng hạn như là Singapore hay là Thái Lan hay là Malaysia này, những nước mà mình có thể dùng, hay là những cái nước trong Đông Nam Á này, thì nếu mà tại vì nó có những cái cộng đồng đấy, mà nếu mà em mà bị mất cái uy tín trong cái cộng đồng đấy thì là chết dở, họ bỏ đi thì đó, nó không có gọi là về gọi là cái mặt pháp lý, nó không phải là lúc nào ký hợp đồng với nhau đâu. Dạ vâng, em rất cảm ơn anh, rất cảm ơn chị Ly và các anh chị trong Vision ạ. Vâng, em cảm ơn ạ.
Dạ em chào anh chị ạ. Em là Xuân Thi, em là GS ở Hồ Chí Minh và hôm nay rất là may mắn được tham gia một cái seminar bổ ích như thế này chung với các bạn GS Hà Nội. Thì cái câu hỏi của em đặt ra nó sẽ không có thuần về kiến thức sở hữu trí tuệ lắm, mà nó sẽ thiên về cái nghiệp vụ, cái cách làm việc và cái cách làm việc trên thực tế mà em muốn hỏi các anh chị. Thì hồi nãy em thấy có một điểm khá là thú vị mà chị Ly có lưu ý tụi em, đó là phải rõ ràng ở cái vấn đề phí, là mình phải làm việc với đại diện sở hữu trí tuệ của nước ngoài, rõ ràng là mình phải sure là cái phí mà người ta báo cho mình là phí đến cái giai đoạn cuối cùng luôn, để mà mình báo lại cho khách hàng bên mình để mà đảm bảo uy tín của mình nữa. Nhưng mà em có một thắc mắc là giả sử như trong, tại vì rõ ràng là mình có thể nói là cái mối quan hệ đăng ký sở hữu trí tuệ nước ngoài này nó khá là nhiều bên, vừa có khách hàng của Vision, có Vision, có đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài và có cả cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nữa, nên cái yếu tố khách quan là không thể tránh khỏi. Vậy giả sử như trên thực tế có một cái trường hợp mà do hiểu lầm hoặc là do sơ suất của đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài trong cái việc báo giá dẫn đến việc là phát sinh chi phí và mình phải đòi, nói một cách dân giả là đòi thêm của khách hàng mình á, thì Vision sẽ giải quyết như thế nào để vừa đảm bảo được uy tín của mình với khách hàng mà đồng thời cũng kịp thời có được một cái khoản phí mà đáp ứng được cái nhu cầu để mà kịp thời lượng này nọ. Thế này thôi để anh trả lời cho nó dễ, tại vì những cái phí này thực ra đối với các cái công ty luật ấy, là cái phí thì mình phải làm càng rõ càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Và nếu mà anh mà đã có nhiều kinh nghiệm rồi ấy, thì cái phí mình sẽ lường hết được hầu hết các cái trường hợp mà nó có thể xảy ra đấy, từ lúc mà ông nộp đơn đến lúc mà cấp bằng, nó có những cái gì nó có thể xảy ra. Thường ấy, các công ty luật ấy, thì nó đại diện về sở hữu trí tuệ, nó cũng là công ty luật luôn, thì người ta cũng chắc phí là người ta cũng chắc phí theo giờ, người ta cũng có một khoảng phí, chứ người ta cũng không phải là một cái phí fix, thường là thế. Thế còn có những cái khoản thì nó sẽ có khoản fix fee, nhưng mà thường là nó cũng lại theo fix, nó phí theo giờ, như khoảng 2 đến 3 giờ với một cái rate là như này. Đấy, thì cho nên là bao giờ các cái công ty của nước ngoài nó cũng có một cái để nó, mình cũng khó để mà nói là nó chính xác 100% là ông chỉ được chắc này mà không được chắc thêm. Thế còn trong cái trường hợp mà nếu mà trong trường hợp mà giả sử là người ta lại có 5 khoản phí chẳng hạn, nhưng mà lại họ lại báo cho mình có 4 thôi. Thế xong rồi bây giờ là mình báo khách có 4 mà bây giờ lại phát sinh là 5. Thì trong trường hợp đấy thì thường ấy là mình cũng phải đàm phán với người ta. Là đấy là mình, tại vì khách hàng Việt Nam thường là người ta rất căn ke về phí. Vấn đề là phí là cái rất là quan trọng đối với khách, nhất là Việt Nam thì có cái budget nhất định rồi, chứ không thể nào tự nhiên ông bảo hôm nay 1.000, ngày mai lại 1.500, 2.000 được. Thì cái đấy thì mình cũng phải yêu cầu là đại diện sở hữu trí tuệ nước ngoài ấy, người ta bỏ cái phí đấy đi. Cái đấy là cái tốt nhất, là họ sẽ phải chịu. Thường là những cái phí đấy là phí dịch vụ thôi, và mình kể cả ví dụ thế thôi, nếu mà mình báo phí sai thì mình cũng phải chịu, là tôi lại phải làm không công, tại vì đấy là lỗi của mình đấy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà họ mà quá là bảo thôi như thế này kia, thì lúc đấy là phải đàm phán thôi, là mình, cái đấy mình không thể nào mình chắc phí được khách, nhưng mà mình có thể là mình lại phải chịu về cái phí của mình. Nhưng mà về sau họ lại có cái việc gì đấy họ lại gửi cho mình thêm thì thôi, thì cái đấy thì là cũng lại là compromise thôi. Chứ nó cái phí, riêng cái phí thì nó càng chi tiết càng tốt, càng cụ thể càng tốt, nhưng mà bao giờ nó có một cái khoảng nhất định, chứ nó không phải là fix. Thế còn khi mà một khi mà đã lỗi của mình thì mình phải chịu, hoặc là khách đại diện mà thì nó mình bắt nó phải chịu thôi, cái đấy là chuyện bình thường. Thế còn nếu mà nó không chịu thì compromise, đấy là thực tế là như thế. Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu trả lời của anh chị đã giúp em hình dung rõ hơn về cái thực tế trong cái lĩnh vực này. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Alo, em chào anh chị ạ. Anh chị có nghe thấy em? Anh chị có nghe thấy? Dạ vâng, thì em muốn hỏi anh một câu là em biết là có nhiều nhãn hiệu ở Việt Nam đã bị đăng ký quốc tế, nhưng mà không phải do người Việt Nam, mà ví dụ như là những cái vụ thuốc lá của Vinataba thì bị đăng ký của công ty Indo ấy ạ. Và sau đó thì cái nhãn này nó cũng có đòi được lại ở bên Lào
chia, nhưng mà em cũng không biết là đòi như thế nào để kiểu gọi là mình claim lại cái quyền của mình đối với cái nhãn hiệu đấy. Có cách nào ngoài việc chứng minh mình là nhãn hiệu nổi tiếng không ạ? Thứ nhất ấy, thì là cái luật của mỗi nước về luật sở hữu trí tuệ nói chung ấy, và luật về nhãn hiệu ấy, của mỗi nước nó là khác nhau. Cho nên là nó cũng không có một cái chung cho là với nước này thì làm, tức là với nước A thì ông có thể là đúng, nhưng mà ông chứng minh là ông đã sử dụng trước thì được. Với nước B thì ông lại chứng minh thấy nó cũng chẳng thua gì cả. Đấy, cho nên là nó phải theo, gọi là cái luật sở hữu tuệ nó là gọi là theo lãnh thổ. Thì mỗi nước nó sẽ, cái luật nó sẽ khác nhau. Thì mình cũng lại phải hỏi cái đại diện sở hữu trí tuệ của cái nước sở tại ấy. Chứ mình cũng không thể nào biết hết được. Ví dụ ông ở Việt Nam thì ông chỉ biết luật Việt Nam thôi, chứ ông không thể nào biết được luật Mỹ hay luật Pháp hay là luật Malaysia nó như nào cả. Mỗi nước nó là hoàn toàn khác nhau. Cho nên là lúc mà tư vấn bắt đầu ấy, bao giờ mình phải hỏi cái đại diện mà nó tốt biết, thì nó sẽ hỏi được những cái đại diện gọi là có uy tín ở cái nước sở tại, và họ tư vấn. Có thể mình không hỏi một nhé, mình có thể hỏi 2-3 người, 2-3 cái đại diện ấy, để họ, mình sẽ so sánh xem là cái đại diện nào mà nó, mình so sánh cả về phí này, cả về cái cách tư vấn này, cái cách gọi là họ tư vấn có rõ ràng hay không, nó có đúng hay không, đấy thì mình có thể so sánh được, và mình sẽ chọn. Thì anh nói là mỗi nước ấy, nó sẽ có một cái luật nó khác nhau, cho nên là mình không thể nói là cái cách nào để lấy được. Cách thì nó vô cùng lắm, cách rất nhiều cách. Cách thì ông có thể là ông hủy người ta đi này, ông có thể mua lại này, hay là ông chứng minh là họ là mình, cái nhãn của mình đã sử dụng rộng rãi rồi này, hoặc là có cách là theo con đường ngoại giao này, có nhiều cách lắm. Nhưng mà mình vẫn phải là dựa vào cái tư vấn chủ yếu của cái đại diện nước sở tại. Đấy, thì từ đấy không phải nó mới ra cái cách, chứ nó mình không biết hết luật của từng nước được, mình phải dựa vào cái đại diện đấy. Và thường những cái ban đầu ấy, thì mình sẽ yêu cầu họ là tư vấn ban đầu là miễn phí. Thế sau đấy là nếu mà mình thấy mà cái đại diện nào mà nó tư vấn rõ ràng, phí nó cũng tương đối là cạnh tranh, đấy thì mình có thể mình sử dụng tiếp. Em xin bổ sung một chút đấy. Thực ra cái chuyện mà tranh chấp nhãn hiệu ở trên phạm vi thế giới thì nó nhiều, và mình có nên cách nhìn nó nên đa dạng hóa ở nhiều nước khác nhau, chứ không nên gọi là trong bảo vệ một phương. Thì thực ra ví dụ như là cái chuyện mà với ở nước khác chẳng hạn, người ta sử dụng nhãn hiệu một cách trung thực, người ta bán hàng hóa trên cộng đồng người tiêu dùng, thì rõ ràng là cái người đăng ký đấy, người ta cũng bỏ công sức, người ta bỏ đầu tư nhãn hiệu đấy, thì đâu đấy là người ta cũng có cái quyền được nhãn hiệu như vậy không. Thì còn ví dụ như Vitataba có thể sử dụng ở Việt Nam trước thì đấy, thế nhưng mà ở cái nước ngoài đấy thì ông không Vitataba không có cái xuất hiện trên thị trường, thì người ta tiêu dùng chẳng biết ông Vitataba là nào, người ta chỉ biết được cái chủ nhãn hiệu là cái người đã được đăng ký và người ta sử dụng thực tế, thì lúc đấy là người ta bảo hộ cho người ta là không có cơ sở. Thì ví dụ như một số cái vụ tranh chấp như là về cái nhãn bia chẳng hạn, hay là cái hiệu Stolichnaya ở Nga thì cũng thế, thì người ta đâu đấy là có thể là trên thị trường, ví dụ như một ông bán ở Việt Nam, một ông bán ở bên Mỹ chẳng hạn, thì nó chẳng liên quan nhau mà đồng tạo. Thì lúc đấy thì có lẽ là phải nhìn một cách nó đa dạng hóa hơn, chứ không phải là cứ lúc nào mà ông nghĩ là đầu tiên ở trên toàn thế giới là phải bảo hộ cho ông đấy là không có cơ sở. Ý của Huy tức là một nhãn ấy có thể ở thị trường này nó là thuộc ông A, nhưng mà cũng cái nhãn đấy ở thị trường khác thì nó lại thuộc ông B, và ở thị trường khác nữa nó lại thuộc ông C. Đấy thì nó không cố định là cái người ban đầu sở hữu ban đầu ấy lại là lúc nào cũng phải là cái chủ sở hữu đích thực đầu tiên. Có thể là ông theo luật của chỗ này thì ông là được, nhưng mà theo luật cái nước A, nước B, nước C đấy thì có khi là ông không phải là chủ sở hữu nữa. Đấy. Việt Nam này thôi, nó rất nhiều trường hợp là cái nhãn thì là gốc thì là nó ở một cái nước nào đấy, thế xong rồi là dân Việt Nam lấy xong rồi ông lại phát triển lên được, thì nó cũng lại là thành, xong rồi thành nhãn của Việt Nam. Cái đấy thì là cũng có. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Dạ em chào anh chị ạ. Em có thêm một câu hỏi, đó là về việc mà em muốn hỏi là việc là cái nhãn hiệu mà mình đăng ký ra nước ngoài đó, có phải là nó đã từng được đăng ký ở Việt Nam rồi mới được đăng ký ra nước ngoài hay không, và có cái trường hợp nào mà mình có thể là không có đăng ký ở Việt Nam nhưng mà đăng ký trực tiếp ra nước ngoài được luôn không ạ? Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Tức
Tức là cái này thì nó sẽ có hai cách, như là Ly ở trong cái bài trình bày ở cách một ấy, là cách nộp đơn trực tiếp với từng cái văn phòng sở hữu trí tuệ quốc gia ấy, thì không cứ là phải nộp ở Việt Nam trước, mà có thể là ở Việt Nam không chưa nộp, chưa đăng ký, thì cái vẫn có thể đăng ký được ở cái nước khác nếu mà ông nộp trực tiếp. Đấy là con đường nộp trực tiếp quốc gia nhé, là ông không cần phải ở Việt Nam đầu tiên, thì ông vẫn có thể nộp ở nước khác và được đăng ký ở cái nước đấy. Thế nhưng mà nếu mà theo con đường của WIPO ấy, qua đường Madrid ấy, thì bắt buộc một trong hai cách, hoặc là ông đã phải có một cái đơn pending ở Việt Nam được chấp nhận đơn hợp lệ, hoặc là ông phải có một cái đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam rồi thì ông mới được nộp đơn WIPO. Đấy, nó hai cái con đường. Nếu mà ông nộp trực tiếp thì không cần ở Việt Nam, còn nếu mà qua WIPO thì bắt buộc phải có đơn hoặc bằng ở Việt Nam. Vậy thì em có hỏi thêm là cái việc mà lúc nãy là chị Ly có chia sẻ là phải đăng ký cơ sở tại Việt Nam, là cái việc đăng ký đó là đăng ký cho cái nhãn hiệu của mình tại Việt Nam hay là đăng ký cho cái việc mà mình sẽ đăng ký tại nước ngoài ạ? Cái đơn cơ sở, đăng ký cơ sở là mình phải đăng ký cho đúng cái nhãn đấy đấy. Tức là ví dụ tôi có một cái nhãn A muốn đăng ký qua hệ thống Matrix chẳng hạn, thì trước tiên là phải nộp một cái đơn ở Việt Nam cho đúng cái nhãn A đấy, cho một số cái sản phẩm dịch vụ nào đấy. Thì khi mà nộp cái đơn, lấy cái đơn A đấy làm đơn đăng ký cơ sở, thì cái đơn Matrix kia thì cũng phải là đăng ký cho cái nhãn hiệu A. Và các cái danh mục thì thường là phải là giống hoặc là hẹp hơn so với cái đơn cơ sở ấy thì mới được chấp nhận. Vậy là cái đơn đăng ký cơ sở này là không phải là trong đó là mình không cần phải trình bày là việc là mình sẽ đăng ký tại nước ngoài, là chỉ là đăng ký tại Việt Nam thôi. Và sau khi mà có cái đơn đăng ký cơ sở này thì mình sẽ dùng cái đó làm hồ sơ để mình đăng ký qua hệ thống Matrix, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Tức là cái đơn của cái đăng ký qua Madrid ấy, nó phải giống hết cái đơn ở Việt Nam hoặc cái bằng ở Việt Nam. Từ màu sắc này, cách trình bày này, danh mục thì cái đơn quốc tế nó phải bằng hoặc là nó hẹp hơn cái đơn ở Việt Nam. Dạ vâng, em cảm ơn chị, chia sẻ của chị rất nhiều ạ. Em đã hết câu hỏi ạ. Thì có bạn nào còn câu hỏi gì không? Em có một câu hỏi nữa, đấy là nó cũng khá là giống câu hỏi của bạn Minh Anh lúc nãy, nhưng mà em muốn hỏi hơn một chút, đấy là trong cái trường hợp mà mình đăng ký qua WIPO thì mình bắt buộc phải có cái đơn cơ sở trước đã được bảo hộ ở Việt Nam rồi, nhưng mà sau đấy thì trong cái trường hợp mà một đơn vị khác hoặc một công ty khác họ chưa được bảo vệ cái nhãn hiệu đấy ở Việt Nam, nhưng mà họ lại đăng ký thẳng trực tiếp ra cơ quan nước ngoài, thì khi đấy thì cái việc mà xét đến cái ngày đầu tiên giữa hai cái cách phương thức đăng ký thì nó có được xét chung với nhau không, hay là khi đó thì mình sẽ giải quyết cái trường hợp đấy cho khách để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng của mình như thế nào trên thực tế ạ? Tức là để vừa tiết kiệm thời gian giải quyết cũng như là để bảo vệ được cái quyền lợi cho khách hàng của mình trong trường hợp mà cái nhãn hiệu đấy bị đăng ký trước ở cơ quan nước ngoài rồi ạ. Thế là anh cũng chưa hiểu ý em hỏi lắm. Tức ý bạn là bây giờ mình nhờ nộp đơn ở Việt Nam xong chỉ định nước ngoài. Thế nhưng một thằng khác được hạn thì nộp thẳng nước ngoài luôn, nhưng nộp tiếp tại nước ngoài thì lúc đấy là tính theo cái ngày nào là đầu tiên. Có phải thế, em có phải ý em hỏi đấy không? Dạ vâng đúng ạ, tức là giữa hai phương thức đấy. Một cái thì nộp đơn theo con đường quốc gia, tức là cái đơn và một cái thì lại nộp theo con đường quốc tế của hai người khác nhau. Đúng không? Và khi đó vâng đúng ạ, và cái đơn giả sử trong trường hợp là cái đơn nộp theo con đường quốc gia được chấp thuận trước thì khi đó thì mình sẽ giải quyết như thế nào và để có thể bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình là khi mà mình nộp qua WIPO ấy ạ. Tức là cùng một cái nhãn, ví dụ đây cùng một nhãn đi cho nó dễ đúng không, cùng một nhãn A thì có một công ty B nó đã nộp ở Việt Nam rồi, sau đấy nó nộp theo con đường quốc tế chỉ định một nước, ví dụ như là tưởng như là một cái đơn có một nhãn A nộp vào Mỹ thì một công ty là nộp trực tiếp vào Mỹ,
một công ty là nộp qua Madrid. Nhưng mà cái công ty Madrid thì lại có cái ngày đăng ký quốc tế là sau cái ngày nộp đơn của cái đơn trực tiếp ở Mỹ kia. Có phải là mình hỏi đấy không? Dạ vâng, thì em là vậy ạ. Thì em đang không biết là lúc nãy thì em có nghe anh trả lời bạn Minh Anh thì mình có thể đòi lại quyền lợi bằng việc ví dụ như là hủy cái bằng nhãn hiệu đấy hoặc một số cách khác, nhưng mà ý là trong cái trường hợp đó thì tại cái thời gian giải quyết tranh chấp ạ, thì nó cũng cái riêng cái thời gian nộp nó đã lâu rồi mà bây giờ lại còn đi hủy tên hủy hay là mua lại, thì em không biết là trên thực tế thì không biết là đã có trường hợp nào mà anh chị gặp như vậy chưa, và sẽ có cách giải quyết nào để nhanh nhất và đảm bảo được quyền lợi tốt nhất cho khách hàng của mình nhé. Không biết là cái Paris con kiểu những cái công quốc Paris và nó kiểu như bảo hộ quyền và có cái quyền ưu tiên thì bao giờ nó căn cứ đầu tiên là phải căn cứ theo cái quyền ưu tiên. Cái quan trọng nhất của cái nộp đơn này như anh nói là cái filing date ấy, là nếu mà ông về nguyên tắc là ai mà nộp trước thì người đấy có quyền trước. Thế sau đấy mà nó lại xét một cái vấn đề nữa là nếu mà ông nộp trước nhưng mà ông lại là cái người mà không được quyền nộp đơn, hoặc là ông là nộp đơn theo con đường gọi là không phải là con đường mà gọi là bad faith, tức là ông nộp đơn gọi là không trung thực ấy, thì cái kể cả người có nộp đơn trước cũng vẫn có thể là bị người nộp sau người ta phản đối đơn, hoặc là nếu mà đã có bằng rồi thì người ta có thể hủy đơn, à hủy bằng. Thì đấy là những cái cơ sở để mà lấy lại cái nhãn hiệu đấy. Thế nhưng mà em lại hỏi là về các để mà tiết kiệm chi. Thực ra nếu mà cái gọi là để mà lấy lại một cái nhãn ấy thì nó rất là phức tạp chứ nó không phải dễ. Cho nên nếu mà ông mà đã có cái ý định mà nộp thì nên nộp sớm, chứ nếu mà để người khác người ta nộp trước mình ấy là về sau là các cái tranh chấp mà xử lý là rất là phức tạp. Cái đấy thật sự là nếu mà anh đã nộp sau ấy thì anh chịu rất nhiều cái gọi là rủi ro, có khi là anh mất luôn cả nhãn đấy, chứ không phải là chỉ mà là cái chi phí là nếu mà ông lấy lại được là còn may, chứ còn ông có khi ông muốn chi phí mà chi rất nhiều tiền rồi cũng là vẫn bị mất nhãn đó. Là sau là anh phải thay đổi cái bộ nhãn khác, phát triển một cái bộ nhãn khác, đấy là cũng có trường hợp là bị mất là như thế rồi. Thế còn nó cũng phải phụ thuộc vào cái trường hợp cụ thể ấy. Bọn anh chưa bao giờ ví dụ cùng một nhãn xong lại một người nộp ở Việt Nam chẳng hạn, xong rồi hai ông cùng Việt Nam nhé, một ông lại nộp sang Mỹ theo con đường quốc gia, một ông nộp sang Mỹ theo con đường quốc tế, đúng không? Đấy là em định nói. thì ông quốc tế ông sẽ nhận được một cái thông báo từ chối của bọn Mỹ là tương tự với cái thằng đã nộp trước là vậy. Đấy thì bây giờ ông nào nộp trước thì ông về nguyên tắc là ông nào nộp trước là ông lấy được. Sau đấy ông nếu mà ông nộp sau mà ông muốn lấy lại thì ông phải chứng minh là tôi là người chủ thực sự. Nó sẽ phải tùy thuộc vào cái nước mà nó bị tranh chấp ấy. Cho nên là trong cái sở hữu tuệ này, cái ngày nộp đơn ấy là rất là quan trọng. Anh chỉ nhấn mạnh lúc đấy là ông mà có đã có ý định mà để đăng ký thì nên đăng ký càng sớm càng tốt, làm cái tra cứu một trước khi nộp đơn thì làm một cái tra cứu, và nếu mà thấy bằng cái đơn của mình mà nó có đăng ký được, cái nhãn của mình đăng ký được ấy, thì nên nộp sớm. Thế còn nếu mà một khi mà cái nhãn đấy đã bị người khác người ta lấy, hoặc là nó đã nhái người ta lấy nộp trước rồi ấy, là lúc mà lấy lúc mà để cái thủ tục mà để hủy hay là kiện các thứ là rất là tốn. Thật sự là nhiều cái trường hợp ở Việt Nam này, không phải là Vinataba không đâu, mà rất nhiều các cái trường hợp là chẳng hạn như các nhãn sữa chẳng hạn, sữa bao vì, sữa lip, rất nhiều của các cái thương hiệu của Việt Nam ấy, chủ yếu là Trung Quốc này, Hồng Kông này, đấy, một số những cái nước gần đây này, gần Việt Nam ấy, là người ta đăng ký trước của mình, hoặc là các cái nhãn ở Mỹ biết thì Việt Kiều các thứ thì cũng đấy, là người ta cũng đăng ký rồi, thì là mà tranh chấp mà lúc đấy mà nhảy vào mà để đòi lại ấy, là mệt lắm, tốn lắm. Chi phí của luật sư nước ngoài nó rất là đắt, nó tính theo giờ, luật sư châu Âu nó tính đủ 500-600 euro một giờ, Mỹ thì nếu mà tùy bọn nó lấy 400-500 đô một giờ, mà nó cứ nó cái này tao ước tính được 3-4 giờ, tao tính thực tế nghiên cứu người rất là tốn, mà thực ra còn không biết là con thành công hay không. Rất nhiều vụ của mình là làm ở
châu Âu ấy là vi phong các thứ đánh nhau mãi rồi mà tốn bao nhiêu nghìn euro rồi mà cũng đã xong đâu, nó hết cái vòng này nó đến vòng khác, nó rất là phức tạp, nếu mà một khi đã tranh chấp thì là rất là mệt. Dạ vâng, em cũng hình dung ra được rồi ạ. Thì chắc là em xin hỏi nó một câu hỏi cuối cùng thôi ạ, là thường các khách hàng của Vision ạ thì sẽ thường là sẽ chọn cái phương thức nào, và Vision gì sẽ thường gặp những cái công ty họ đăng ký theo phương thức nào nó phổ biến hơn ạ, đối với các công ty Việt Nam, giữa một trong hai phương thức đấy ạ? Thực ra như này, nó cũng phải căn cứ theo cái lúc nãy thì bạn Ly cũng có trình bày rồi, nhưng mà anh nghĩ có một cái số ấy, đáng nhẽ là Ly có thể tư vấn thêm là cái so sánh ấy. Ví dụ so sánh giữa hai cái phương thức nộp trực tiếp của từng quốc gia nhé, với cả phương thức là nộp qua WIPO. Nếu mà bây giờ nộp, hồi xưa thì nó có cái so sánh hả, nếu mà nộp qua WIPO mà chẳng hạn từ 3-4 nước trở lên ấy, thì là nó lãi hơn, là về tức là về chi phí nộp. Mà chẳng hạn nếu mà ông có 10 nước chẳng hạn thì chắc chắn là nên nộp theo cái con đường WIPO rồi, lúc này chi phí nó rẻ đi rất nhiều. Thế còn nếu mà anh chỉ có nộp, anh thị trường của ông chỉ có đúng một Trung Quốc thôi chẳng hạn, hay là chỉ có Lào thôi chẳng hạn, thì lại nên nộp là theo con đường là trực tiếp tại cái nước Trung Quốc hoặc là Lào. Đấy thì cái nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng nước mà mình định chỉ định, mình định đăng ký. Nếu mà là càng nhiều ấy, ví dụ như là 3-4 gì đấy trở lên thì là nên nộp qua WIPO, và cái đấy thì mình cũng tư vấn hay tư vấn cho khách hàng là như thế. Thế còn nếu mà thị trường của ông chỉ có 1-2 nước thôi thì nên nộp cái kia, thì nó cũng lại đơn giản và nó rẻ hơn, nộp trực tiếp. Ngoài ra thì còn phụ thuộc vào cái thị trường họ có đăng ký có là thành viên của Market không. Nếu mà họ đăng ký đến nước của Myanmar có một số nước thì lại không phải là thành viên của WIPO thì cũng chẳng đăng ký qua Market được, sẽ phải đăng ký trực tiếp. Và một cái vấn đề nữa là nếu như mà họ muốn đăng ký ngay lập tức, họ muốn có ngày nộp đơn luôn, có số đơn luôn, như kiểu là tôi chuẩn bị xuất hàng sang Mỹ rồi, tôi chuẩn bị bán hàng trên Amazon rồi, tôi cần ngay một cái số đơn chẳng hạn, thì phải nộp đơn trực tiếp thì mới có một cái số đơn là nộp đơn ngay. Còn qua Madrid thì sẽ mất khoảng 3 tháng gì đấy thì mới có được một cái ngày đăng ký quốc tế, phải tùy thuộc vào cái nhu cầu khách hàng là gì nữa. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa nhỉ? Chắc là cũng nếu mà các bạn mà không có câu hỏi nữa thì chắc là đi sau này có, nếu mà mọi người có cần cái record như nào, anh không biết là cái record như nào. Dạ vâng ạ, thì em xin phép các anh chị là sau buổi ngày hôm nay thì anh chị có thể gửi lại cho em cái bản record này cũng như là cái slide để em có thể chia sẻ trên cái group chung của GS để cho những cái bạn cũng như là những cái anh chị mà hôm nay bạn chưa kịp tham gia được ấy ạ, thì mọi người có thể xem lại đúng không ạ? Ok. Vâng, với cả là lời cuối thì em cũng thay mặt cho các bạn GS Hà Nội 2021 cũng như là các bạn ở Hồ Chí Minh thì cũng gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến các đến anh Tuấn anh Hưng, anh Huy, đặc biệt là chị Ly hôm nay đã trình bày cho chúng em về các cái cách thức để đăng ký những nhãn hiệu ra nước ngoài, và để kết thúc và bọn em rất là mong chờ buổi tiếp theo được nghe anh Huy chia sẻ về tác giả cũng như là cái liên quan vào buổi thứ ba tuần sau ạ. Và em có thể xin phép các anh chị là và các bạn là bây giờ mọi người có thể cùng bật cam lên để ghi lại cái buổi ngày hôm nay được không ạ? Mọi người ơi, mọi người bật camera lên nhé. Này là có được hết. Ba bạn. Okay, chắc là ba bạn kia thì em không có ấy.
chụp như này, đi đến chỗ. Sao bạn chụp đi? Bạn chụp màn hình nữa. Em chụp à hay là bên anh chụp anh nhỉ? Dạ, bọn em sẽ chụp các lại màn hình thôi ạ. Ok. Mọi người chụp hết chưa? Dạ, em nghĩ là được rồi đấy ạ. Ok. Một lần. Chào các bạn.